chị đại quận 4 lại tái xuất, vẫn không đeo khẩu trang. Quân đội công an trực chốt, không có trường hợp nào chống đối. Vợ lên Facebook xúc phạm công an khi chồng vi phạm chỉ thị 16. Vụ tao là VTV, bị phạt 3,7 triệu đồng, có thể bị xử lý hình sự. Đà Nẵng, người dân nhận được thịt có mùi hôi thối, ngả màu xanh. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây là những nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây hình ảnh chị Đại quận 4 không đeo khẩu trang, dẫn theo con gái đi lang thang trên phố, tiếp tục nhận được sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Câu chuyện về người phụ nữ tên là NTN, 33 tuổi, ngụ quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lần ra đường bị phạt vì không đeo khẩu trang trong mùa dịch đã khiến cho nhiều người bức xúc. Thậm chí khi lực lượng chức năng đến tận nhà nhắc nhở việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch thì người phụ nữ này tiếp tục lớn tiếng trả treo. Hết lần này đến lần khác đều cho rằng virus ở đâu ra, làm gì có dịch. Được biết trong vòng 3 tháng, chị N bị phạt hơn 16 triệu đồng đều vì hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Mới đây, khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, hình ảnh người phụ nữ được cho là chị N dắt theo con gái di chuyển trên phố được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bất chấp dịch bệnh căng thẳng và nguy hiểm, người phụ nữ vẫn tiếp tục không đeo khẩu trang, vô tư đi ra ngoài đường. Việc không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khiến nhiều người lo lắng và bất bình. Theo đó, công an quận 4 cho biết chị N có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm. Hiện tại, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cơ quan chức năng quận 4 đã đưa người phụ nữ vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Từ ngày 23 tháng 8, ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách, đường phố khá vắng vẻ. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng quân đội được tăng cường để kiểm tra giấy thông hành. Từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường biện pháp chống dịch COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các chốt kiểm soát, đa phần người dân đều có giấy đi đường hợp lệ, chấp hành nghiêm quy định. Tuy nhiên vẫn còn có một số trường hợp xuất trình giấy đi đường cũ, được yêu cầu quay đầu xe. Vào đầu giờ chiều có rất ít phương tiện đi lại, thỉnh thoảng có một vài phương tiện phải dừng để trình giấy tờ. Hầu hết đều có giấy thông hành hợp lệ và được cho qua. Một cán bộ công an trực chốt cho biết, theo quy định người dân lưu thông phải có giấy đi đường mới mới được qua chốt. Trường hợp không có giấy, lực lượng chức năng sẽ giải thích cặn kẽ và yêu cầu họ quay trở về nhà. Mọi người đều tuân thủ chấp hành nghiêm, không có trường hợp nào phản ứng. Tương tự tại chốt kiểm soát đường Bạch Đằng giao với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, chỉ có một số ít phương tiện qua lại. Đường hai chiều đều thông thoáng, một vài trường hợp ra đường đều có lý do và có giấy đi đường hợp lệ. Cán bộ công an trực chốt cho biết, sau khi có thêm quân đội tăng cường, lực lượng chức năng trực chốt cũng đỡ vất vả hơn. Việc triển khai kiểm tra giấy tờ cũng nhanh hơn. Trong sáng ngày hôm qua, cũng có những trường hợp trình giấy đi đường cũ mà chưa kịp đổi và được yêu cầu quay xe. Tại khu vực giáp danh giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, theo ghi nhận của phóng viên, mỗi chốt đều có từ 2 đến 3 chiến sĩ quân đội, hai cảnh sát cơ động và hai cảnh sát giao thông. Ngày hôm nay người dân ít ra đường hơn, các phương tiện đến chốt đều tuân thủ chấp hành, ra đường hầu hết đều là xe tải chở hàng hóa, tất cả đều có giấy thông hành hợp lệ. Từ sáng nay, chúng tôi được phân công kiểm soát chốt này, mỗi chốt được phân hai người, luôn lưu ý kiểm tra kỹ càng và nghiêm khắc. Một chiến sĩ quân đội tại chốt quốc lộ 13 cho biết, từ trưa ngày 23 tháng 8, 525 chiến sĩ quân khu 7 bắt đầu hỗ trợ Bình Dương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó ngày 22 tháng 8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tăng cường 250 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ chi viện cho Công an tỉnh Bình Dương đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sau khi chồng bị lập biên bản vi phạm ra đường không có lý do cần thiết, tạm giữ xe, người vợ đã bức xúc lên mạng xã hội đăng thông tin xúc phạm lực lượng công an đang làm nhiệm vụ chống dịch. Cụ thể, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã tiến hành làm việc với bà STL, sinh năm 1989, trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, chủ tài khoản Facebook Thị Lài liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết của tài khoản Thị Lài kèm theo nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an trong việc xử lý vi phạm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tài khoản này sau đó chia sẻ nội dung trên vào nhiều hội nhóm ở thị xã Phú Mỹ, thu hút hàng chục lượt bình luận. Qua xác minh, công an thị xã Phú Mỹ xác định vào chiều cùng ngày, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 công an phường Mỹ Xuân đã tuần tra kiểm soát thì phát hiện ông PMZ, sinh năm 1986, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và bỏ chạy khi gặp tổ tuần tra. Ông Z không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh được ra đường trong thời gian giãn cách nên tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ xe. Tại buổi làm việc với công an, bà L cho biết do bức xúc về việc chồng bà là ông PMG đi mua thuốc cho con mà bị xử phạt, nên đã đăng tải bài viết xúc phạm lực lượng công an lên mạng xã hội. Sau khi được giải thích, bà L đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm, đồng thời đăng bài xin lỗi đính chính. Công an thị xã Phú Mỹ đã lập hồ sơ đề xuất cấp trên có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Trao đổi với phóng viên bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Đê, 38 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Công an Hà Nội, hiện sống tại khu đô thị Đặng Xá với hàng loạt lỗi vi phạm. Ủy ban Nhân dân xã Đặng Xá đã quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 3 triệu đồng với ông Đê về các hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra ngoài không đúng mục đích. Ngoài ra, Công an xã Đặng Xá xử phạt ông D 700.000 đồng về hành vi điều khiển xe máy điện tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm, xe máy điện không đăng ký biển số. Bên cạnh xử phạt hành chính, Ủy ban nhân dân xã đã đề nghị công an huyện Gia Lâm tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét xử lý hình sự ông Đê về hành vi chửi bới lăng mạ, chống người thi hành công vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đặng Xá cho biết theo đó, Công an huyện Gia Lâm cho biết, ông Nguyễn Đê đúng là tiến sĩ, đang làm giám đốc marketing tại một công ty, nhưng không phải là người của đài VTV như ông này tự nhận. Tao là thằng VTV, Anh đừng tao, tao là tiến sĩ đây, mày cứ, lúc vừa phải thôi. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, ông Đê đã thành khẩn, thừa nhận hành vi sai trái của mình và nói rất ân hận. Trước đó như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 8, Ông Đê đi xe máy từ công ty về nơi ở tại khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Khi ông Đê đi đến chốt kiểm dịch số 12 trước cổng khu đô thị, Tổ công tác chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân xã Đặng Xá đề nghị ông Đê dừng xe để thực hiện việc kiểm soát người và phương tiện ra vào khu đô thị Đặng Xá. Tuy nhiên, ông Đê đã điều khiển phương tiện đi qua chốt mà không dừng lại. Sau khi Tổ công tác tiếp tục yêu cầu dừng lại, ông Đê đã quay lại và quát lớn. Tao là thằng VTV, à, đừng chỉ tao, tao là tiến sĩ đây. Mày cứ, cứ vải thôi tiếp đó ông đê lấy trong ba lô ra một tập giấy tờ vứt xuống đất rồi liên tục có những lời lẽ thách thức chửi mới cán bộ trực chốt lực lượng chức năng sau đó yêu cầu ông đê vào trong chốt làm việc qua kiểm tra ông này không có giấy tờ chứng minh là cư dân ở khu đô thị này chưa dừng lại ông đê đi ra ngoài ngồi lên xe máy rồi phóng đi cùng với lời nói thách thức lực lượng chức năng bắt đi cứ chờ đấy tiếp theo lực lượng công an đã đuổi theo và đưa ông này về trụ sở để làm việc về vụ việc khách hàng tố nhận được thịt kém chất lượng khi đặt hàng, ông Nguyễn Tấn Hải, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã vào cuộc kiểm tra thông tin phản ánh về chất lượng thực phẩm được nhận qua đơn đặt hàng từ ban điều hành khu dân cư của một người dân ở phường Hòa Khê, quận Thanh Khê Đà Nẵng. Ông Hải cho hay, nội dung phản ánh của người dân nêu rõ, họ nhận được một combo hàng trong đó có thịt heo có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi. Cụ thể, bà HTT chú Hòa Khê đã đăng bài phản ánh về sự việc lên trang quản lý đô thị Đà Nẵng. Trước đó ngày 20 tháng 8, bà T đăng ký với ban điều hành tổ dân phố hai combo thực phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hai Thuyên cung cấp. Ngày 21 tháng 8, bà T nhận được hàng do tổ trưởng đưa đến tận nhà. Tuy nhiên, bà T phát hiện hàng không đúng đơn đặt hàng và thịt kém chất lượng. Thứ nhất, thịt và lòng đều bị thay đổi sang phần khác của thịt, với mình thì cũng không sao, có lẽ đã hết nên nhà cung ứng thay đổi phù hợp. Thứ hai, sản phẩm thịt nhận được rất kém chất lượng, hôi thối, ngả màu xanh. Không chỉ nhà mình mà những người cùng tổ dân phố mua ngày 21 tháng 8 cũng bị. Thử hỏi tình hình dịch bệnh kéo dài, người dân làm không ra tiền mà khi đặt thức ăn về lại không ăn được thì có bức xúc không? Bà T phản ánh. Bà T cho hay gia đình cảm thấy rất bức xúc vì trong giai đoạn dịch bệnh, giá thực phẩm tăng song không đảm bảo chất lượng. Theo bà T, gia đình kiểm tra kỹ lại một lần nữa và đã cố cứu bằng cách vệ sinh thêm để vào ngăn đông bảo quản. Tuy nhiên sang ngày hôm sau, lượng thịt và lòng bà tê đặt tiếp tục đổi màu, có mùi hôi thối, gia đình chủ động không sử dụng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó bốc mùi hôi thối kinh khủng, trong khi combo 350.000 đồng đó chỉ ăn được vì trứng gà với ít rau củ thôi, bà tê thất vọng chia sẻ. Đơn vị cung ứng nói gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hai Thuyên đã có báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, quận Thanh Khê, Sở Công thương về sự việc theo đó công ty này cho biết phương án cung ứng thực phẩm trong thời gian đà nẵng giãn cách đặc biệt được xây dựng với mức giá thấp nhất có thể đảm bảo thực phẩm an toàn cho người dân giám đốc công ty cho biết mặt hàng thịt được công ty ký hợp đồng với các nhà cung ứng uy tín trong thời gian này công ty thuê lò mổ tại quảng nam và đưa nhân viên vào đó để thực hiện khâu giết mổ chế biến và bảo quản hàng ngày công ty đưa thịt tươi từ lò mổ từ quảng nam ra thành phố đà nẵng để tiêu thụ và đảm bảo các điều kiện về bảo quản thực phẩm trong điều kiện bình thường, công ty sẽ làm việc với phía nhận hàng để xác nhận tình trạng của hàng hóa ngay lúc giao hàng, nhưng trong điều kiện hiện tại, phường và tổ dân phố nhận nhiệm vụ mua giúp các hộ dân nên việc này rất khó thực hiện. Vì thế mà khi xảy ra sự cố rất khó để nói nguyên nhân do ở khâu nào, ông Thuyên lý giải. Theo ông Thuyên, phía công ty đã thu hồi và đổi trả đối với tất cả trường hợp người dân đã mua hàng của đơn vị mà nhận được thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng. Chúng tôi sẽ cho thu hồi lại đối với những mặt hàng mà người dân đã nhận mà không sử dụng được. Đồng thời chúng tôi sẽ giả soát lại quy trình giao nhận hàng hóa để có thể phục vụ bà con một cách tốt nhất, ông Thuyền cho biết.